Tập 9. Các vị hãy nghỉ ở đây trước đã. Thời gian này, thầy hy vọng các vị tập trung thiền định để có thể bảo vệ bản thân mình. Nhưng nếu Dương tỷ đuổi tới đây thì sao thưa thầy? Đừng vội lo lắng cho những chuyện còn chưa xảy ra. Ngay lúc này, hãy cố trấn tĩnh lòng mình. Làm như vậy thì sức mạnh của cả hai người sẽ tăng lên rất nhanh. Nhưng thưa thầy, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Chúng ta không thể trốn tránh số phận của mình. Nhưng với tình huống này, các vị chỉ cần dồn hết tâm trí vào việc thiền, từ đó tạo ra một tấm khiên để bảo vệ và tránh được thế lực xấu. Các vị hãy tịnh tâm, loại bỏ tất cả tạp niệm. Ngươi nghĩ là sẽ trốn được ta sao? Xin người hãy giữ lại mạng sống của ba vị này. Trước khi nghĩ tới chuyện cứu mạng người khác, ta thấy ngươi nên tự cứu mình trước đi. Sư thầy, xảy ra chuyện gì hả? Đà La đã tới đây rồi. Dương tỷ Đà La đang gặp sư thầy. Em phải ra ngoài cứu người. Anh cũng đi. Cửa không mở được. Cửa bị khóa rồi. Nếu không mau ra ngoài, Dương tỷ Đa La chắc chắn sẽ hại sư thầy. Cửa phòng ở đây đã bị khóa bằng niệm chú, chúng ta không đủ sức để mở. Việc coi thường mạng sống của người khác mang nghiệp chướng rất nặng. Đây không phải là chuyện của ngươi, đừng xen vào. Ngươi đã làm hại người khác đủ lắm rồi, hãy mau dừng việc sát sinh lại để bớt tạo nghiệp. Ta thành tâm khuyên ngươi. Ngươi chán sống rồi có đúng không? Bản thân ngươi cũng hiểu rõ rằng việc hại người là nghiệp nặng nhất trong đường tu hành, đặc biệt là với một sư tăng như ngươi chứ gì. Ta không quan tâm dù là tiên hay là Phật, chỉ cần là những kẻ dám ngáng đường ta, ta cũng sẽ không để yên đâu. Chỉ còn cách hai chúng ta hợp sức cùng nhau tĩnh tâm lại.
biết đâu chúng ta sẽ mở được cửa. Sư thầy, với chút pháp lực nhỏ nhoi tầm thường, ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản được ta? Hãy buông bỏ tạp niệm, người đang phi phạm những phúc phần mà mình đã tích đức từ trước. Đừng để những nỗ lực suốt cả trăm năm qua đổ sông đổ biển chỉ vì sự nông nổi. Ngươi không cần phải dạy đời ta. Ta biết rõ bản thân ta đang làm gì. Sức mạnh con người yếu ớt của ngươi không thể nào đấu lại với sức mạnh của xà thần đâu. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, tiện tỳ ma nê kia. Mở được rồi. Sư thầy, sư thầy, sư thầy ơi, sư thầy, sư thầy, sư thầy ơi. Sư thầy, sư thầy, thầy, sư thầy nhất định không sao đâu mà. Con sẽ đưa sư thầy vào bệnh viện. Tiết à, không cần đâu. Đã tới lúc ta phải rời xa thế giới này sắp rồi. Không đâu thưa thầy, sư thầy sẽ không sao đâu mà. Sinh ra, trưởng thành, chết đi, điều này chúng sanh trên đời không tránh khỏi. Ta không thể ngăn cản hay chối bỏ lẽ luân thường này. Thầy biết chuyện này sẽ xảy ra, cho nên thầy mới nhốt chúng tôi. Sao thầy phải hy sinh mạng sống của mình chứ? Mỗi một chuyện trên đời đều là nghiệp của mỗi người. Sư thầy ta và các vị đây cũng từng tạo ra nghiệp giống nhau hết. Tới một thời điểm sẽ phải trả nghiệp. Nhưng điều tốt của việc trả nghiệp của bản thân chính là giữ mạng sống của các vị. Thầy thấy rất thanh thản. Các vị hãy nhớ, những chuyện đã xảy ra lúc nào cũng tốt kể từ bây giờ. Ta chúc các vị vững tâm trí và luôn giữ ở trong mình, dùng lý trí để ra quyết định, rồi mọi chuyện sẽ nguôi ngoài mà thôi. Xin các vị hãy nhớ kỹ lời ta. Sư thầy, sư thầy, sư thầy, sư thầy, sư thầy. Sư thầy, sư thầy, sư thầy.
ta bị làm sao vậy nè? Tại sao toàn thân ta không có chút sức lực nào hết vậy? Tên sư thầy đó rốt cuộc có pháp lực gì? Sao trước giờ ta chưa từng thấy pháp lực đó? Nhẹ đi, bắt máy đi mà. Dẫn nhau đi hú hí ở đâu rồi? Sao không chịu nghe máy chứ? Mừng ghê, cuối cùng được chuyển lại làm thư ký cho anh Tiết. Dậy đi cho nó khỏe. Ui dạ. Cô ra đi. Ôi trời, dạ. Cô có thấy Ada không? Rati không thấy cô ấy đâu hết á. Bởi vì từ hôm nay trở đi, Rati chuyển sang làm thư ký cho anh Tiết, không có làm thư ký cho cô Ada nữa. Ồ, hay là đã đi kiếm thằng Tiết rồi? Bậy bậy, không thể nào. Bởi vì điện thoại anh Tiết bị bỏ quên ở công ty rồi, cho nên không thể nào cô Ada biết được anh Tiết ở đâu đâu mà tới. Cũng đúng. Là Ha Kim, gọi giờ này làm chi vậy? Ôi trời, từ chối cô gọi, có chuyện gì không ta? Hay, lo lắng cho người phụ nữ độc ác đó chi không biết. Lúc nãy tôi gọi cho Ada, cô ấy nói chuyện lạ lắm. Tôi chỉ sợ là cô ấy nghĩ dớ dẫn rồi làm chuyện gì đó không hay thôi. Ê, hay là Ati, sao anh không nghe máy vậy hả? Trời, anh Ati à, là em Ada đây. Em yêu anh nhiều lắm đó. Em không thể sống thiếu anh được đâu. Em sẽ chứng minh cho anh thấy điều đó. Ada, em yêu anh nhiều lắm đó. Em không thể sống thiếu anh được đâu. Nè, chỗ này là đâu vậy? Ra thì có phải thánh đâu mà biết, nhưng mà cảm giác nhìn quen quen á. Cô nghĩ nhanh chút đi, Ra Ti. Ở đâu ta? Ở đâu vậy? Ada sẽ ở đây chờ anh đến 5 giờ chiều. Nếu như anh vẫn không đến, Ada sẽ tự tử cho anh coi. Ở đâu ta? Rốt cuộc là ở đâu? Trời ơi, nhanh lên đi. Ê, đừng có hối, để ra tôi nhớ cái đã. Ở đâu? Đây, ở đâu? Cô nhớ ra chưa? Vẫn chưa. Ở đâu ta?
clip cũng xem rồi. Anh cũng biết là em sẽ tự tử. Vậy mà anh vẫn không chịu tới gặp em nữa. Không lo cho người ta thiệt luôn hả? Là ở chỗ nào vậy? Ôi trời, ra tay cũng đâu biết cho chỗ đó là chỗ nào. Có chắc là ở đây không? Ra tay cũng không biết luôn. Trời đất ơi, anh đang kiếm nhìn bên kia kìa. Nè, anh đang kiếm chờ kìa. Coi nè, 5 giờ rồi mà anh ta vẫn chưa tới nữa. Tôi sẽ không bao giờ buông. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Cô làm tôi lo lắm đó. Sau này đừng có như vậy nữa. Cô vẫn còn tôi mà. Cô ổn không? Tôi không sao nữa rồi. Cảm ơn anh. Nè, Ada. Hay là chúng ta đi bệnh viện đi. Tôi chở cô, có được không? Buồn cười thật chứ. Tôi và Nati quen biết nhau cũng đã lâu rồi, mà anh ấy chưa từng đối xử với tôi giống như anh. Tôi phiền phức và đối xử không tốt với anh, nhưng anh vẫn không ngừng lo. Anh không ngừng quan tâm tới tôi. Chỉ cần cô hạnh phúc là tôi cũng thấy hạnh phúc. Vậy tôi lên lầu trước nha. Anh Hakim. Chuyện gì? Cảm ơn anh. Cảm ơn cô. Anh Hakim, tôi tới công ty tìm cô. Cô Rati nói là cô nghỉ bệnh, nên tôi có mua cháo cá với trái cây tới. Không cần đâu, tôi không đói.
trán của cô đâu có nóng ta, chứng tỏ không bị sốt. Nè, cô có bị nhức đầu hay là chóng mặt gì không vậy? Nếu có thì tôi đưa cô đi khám. Tôi không sao hết, chỉ là chán bản thân, chán luôn cuộc sống, không có tâm trạng làm gì hết. Dù không bệnh, nhưng mà cũng phải ăn cơm. Nhìn mặt cô như người kiệt sức vậy đó, cô biết không? Có thực mới vượt được đạo mà. Nếu như cô không chịu ăn, thì sao có sức bắt bẻ tôi? Nè, bếp ở trong đó đúng không? Tôi vô lấy đồ ăn nha. Cô ngồi đây chờ tôi một chút ha. Cứ tự nhiên như là nhà mình vậy. Chấp nhận rời xa thầy để thầy có thể về nơi an lạc, cũng vì muốn thầy trở thành đứa con trung thành đại diện cho Phật giáo. Nhưng ta không nghĩ thầy lại rời xa cõi trần thế nhanh như vậy. Cũng tại con chính là nguyên nhân khiến cho sư thầy phải hy sinh. Em đừng tự trách mình mà, em không làm gì sai hết. Kẻ chủ mưu sát hại sư thầy mà không sợ tạo ra nghiệp mới chính là người đáng trách. Rồi một ngày nào đó, nhất định cô ta sẽ phải trả giá cho chuyện này. Dương tỷ Đà La chỉ muốn trả thù em. Nếu em chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Sao em nói vậy Mane? Nếu như em chết thì anh biết sống sao đây? Nguồn cơn mọi chuyện đều từ em mà ra. Em xin lỗi anh Tiết. Nếu chúng ta không gặp nhau thì những chuyện tồi tệ này sẽ không xảy ra. Tại phim TV. Nhưng nếu anh không gặp em, chắc anh cũng không thể sống tới bây giờ. Mà nè, nghe anh nói nè, dù có chuyện gì tồi tệ xảy ra đi nữa thì chúng ta vẫn luôn bên nhau, được không em? Anh Tiết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Mane. Con đã tiễn biệt sư thầy xong rồi. Mà nè đâu rồi bà?
Mà nề nói với ta muốn đi dạo để con bé được tĩnh tâm một chút, lát nữa sẽ quay lại thôi. Tôi tới để xin lỗi ba và mẹ của anh Tiết và cả sư thầy nữa. Nếu tôi không trốn lên nhân giới chơi rồi vô tình làm cho xe của ba anh Tiết phải gặp tai nạn, anh Tiết đã không phải mồ côi cha mẹ như vậy rồi. Nếu như tôi không vi phạm giới của xứ Ba Đan, chịu hình phạt bị lưu đày, sư thầy có lẽ sẽ không phải hy sinh mạng sống của mình. Tôi đã khiến anh Tiết mất hết tất cả người thân trên đời này. Tôi không biết phải bù đắp những việc mình gây ra như thế nào nữa. Ba ơi, có rắn, coi chừng cán nó. Em chính là con rắn trắng có sừng lúc đó hả? Anh Tiết, anh Tiết, cô biết rõ tôi là ai và cô cũng chính là kẻ hại chết ba mẹ tôi. Hãy nghe em giải thích đã. Không cần đâu. Bên tôi lâu như vậy, cô có rất nhiều cơ hội để thú tội và nói sự thật với tôi, nhưng mà cô không làm. Bây giờ tôi không cần nghe những lời biện minh của cô nữa đâu. Anh Tiết, thấy chưa quẹo, coi nè, kiểu nào cũng đẹp hết trơn á trời á. Hả? Quá trời đẹp luôn đó. Ê, bác thấy con nên làm gì để được đẹp như cô Mane? Có cách này nè. Dạ, chết rồi đầu thai. Bác Ben này. Nhưng mà bác Ben lấy thiệp ở đâu vậy? Hả? Cậu Tít phát thiệp rồi hả? Tại sao bác Ben có mà quẹo vẫn chưa có vậy? Thôi coi tiếp đi. Gì mà vui quá vậy? Ôi trời ơi. Cô Ràm Ba đây, đây là thiệp cưới. Cô Ra Tì gửi mấy mẫu tới cho cậu Tít lựa, xem mẫu nào thấy ưng á thì đặt in. Đẹp thiệt đó. À mà tôi sẽ không ở đây. Khoảng 2-3 ngày, tôi phải ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh tu luyện để cầu siêu.
cho sư thầy và ba mẹ của Tít. Dạ. À, coi kìa, Tít tới thật đúng lúc. Cô Trà Ti đem mẫu thiệp cưới tới cho con coi nè. Cậu Tít nhiều kiểu lắm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Tít à? Anh nghe em giải thích đi. Còn gì để nói nữa? Hả? Cô không cần phải giải thích. Tôi không muốn nghe cô nói gì nữa hết. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Em xin anh đó anh Tít. Anh hãy nghe em nói đi. Cô đừng có đụng vào người tôi. Hả? Cũng đừng dùng nước mắt đó để thanh minh cho bản thân cô. Mau biến khỏi nhà tôi. Đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa, cô nghe rõ chưa? Hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại lớn tiếng với nhau như vậy hả Tít? Con không muốn nhắc tới Mane nữa bà. Nếu không nói để hiểu nhau hơn thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn đó Tít. Còn chuyện gì xấu hơn được nữa sao bà? Mane chính là con rắn trắng có sừng đó. Là cô ấy đã khiến cho ba mẹ con phải qua đời. Làm sao mà con biết? Biết đâu chỉ là hiểu lầm. Là từ miệng cô ấy nói ra mà. Lúc này chính Mane đã thú tội trước mộ của ba mẹ con. Cô ấy chính là con rắn trắng năm đó. Cô ấy giấu tất cả mọi chuyện suốt thời gian ở bên cạnh con. Sao cô ấy lại có thể làm vậy? Sao cô ấy có thể nhìn mặt con và làm như chưa từng xảy ra chuyện gì hết vậy chứ? Con không muốn thấy mặt cô ấy thêm nữa. Nàng đừng khóc nữa Mane. Ta đã nghe Tít kể lại hết rồi. Ta cũng phải xin lỗi nàng nữa. Cũng vì ta mà con gái của nàng qua đời.
đã làm cho ba mẹ của anh Tiết và cả sư thầy phải chết. Ta sai rồi. Ta đã khiến nàng và cả anh Tiết phải mất đi người thân nhất của mình. Đều tại ta. Nàng đừng tự trách bản thân mình nữa. Chuyện này không phải chỉ có mình nàng làm sai. Đây cũng chính là đại nạn khi chúng ta nảy sinh tình cảm với người phàm. Nếu như có ai đó làm sai thì người đó chính là ta. Ta là nguyên nhân gây ra mọi lỗi lầm này. Hãy tin ta mà nè, quay về tìm quốc vương Mujalin, quay về Ratana Badan và xin phá bỏ hình phạt lưu đày. Lồng tiếng tại phim TV. Hãy cố gắng thiền định để bù đắp những sai lầm bản thân nàng đã gây ra. Ta yêu anh Tiết. Nếu bắt ta rời xa anh ấy thì suốt đời ta cũng không khác gì phải sống mà không có trái tim. Ta không làm được. Nếu tôi không trốn lên nhân giới chơi rồi làm cho xe của ba anh Tiết phải gặp tai nạn thì anh Tiết đã không phải mồ côi cha mẹ như bây giờ.
Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Cô ở bên tôi lâu như vậy, cô có rất nhiều cơ hội để thú tội và nói sự thật với tôi, nhưng tại sao cô không làm? Anh Tiến. Thôi đủ rồi, bây giờ tôi không cần nghe những lời biện minh của cô nữa đâu. Còn thấy sao rồi Tít? Đã bình tâm lại chưa? Dạ rồi. Nếu vậy thì con nên ngồi xuống nói chuyện với Mane đi. Tuy con đã bình tâm lại thật, nhưng mà con không muốn nói bất cứ chuyện gì với người con gái đó. Anh không cần phải nói gì hết, chỉ cần nghe em là đủ. Con đã nói rồi mà, không được để cô ta vào trong nhà. Kìa Tiết, mình từ từ nói chuyện không được sao con? Còn chuyện gì để nói nữa đâu bà, chỉ cần sự thật mà con nghe được từ miệng cô ấy là quá đủ rồi. Tiết à, mà nề thật sự không muốn chuyện đó xảy ra đâu con à. Hãy tin lời bà nói đi, trong chuyện này mà nề không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn đó. Tất cả là do nghiệp báo khi xà thần yêu con người mà thôi. Đó chính là trở ngại của cả hai. Nỗi đau mất mát người thân chính là một minh chứng rất rõ ràng rằng tình yêu xà thần và con người không thể nào bền vững được. Anh có nhớ lời hứa mà chúng ta đã nói với nhau như thế nào không anh Tiết? Anh đã từng nghe một câu như vậy: vượt qua sự trở ngại, ta sẽ có tình yêu đích thực. Càng bên nhau vượt qua nhiều trở ngại, tình yêu sẽ càng to lớn, bền chặt, vững chắc. Chỉ cần hai chúng ta mãi luôn nắm tay không rời, thì có trở ngại gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Mani, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng buông tay anh nha. Dạ. Anh nói với em, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng buông tay anh. Chính vì vậy mà em xin anh, hãy cho em một cơ hội. Đừng buông tay em, được không anh Tiết? Em biết là em sai, nhưng thật sự em không cố ý.
Cô không cố ý. Cô muốn nói không cố ý chuyện gì? Chuyện cô là kẻ khiến cho ba mẹ tôi chết, hay là chuyện cô luôn giấu giếm tôi hả? Trả lời tôi đi. Sao cô hay vậy? Biết bao nhiêu lần cô nhìn mặt tôi, cười nói với tôi và mở miệng nói yêu tôi, dù trong tim cô biết rõ sự thật rằng cô là người đã khiến cho ba mẹ tôi phải chết năm xưa. Sao cô làm được hay vậy? Bởi vì em yêu anh. Anh tin. Không có ích gì nữa rồi. Tôi không bao giờ tin cô nữa đâu. Bây giờ cô làm ơn, mau ra khỏi nhà tôi đi. Không được anh Tiết. Em đã hứa với anh rồi, nên em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu. Chúng ta đã hứa với nhau rằng chúng ta sẽ không buông tay nhau mà. Anh Tiết à, em xin anh. Ra khỏi nhà tôi nhanh lên, đi mau. Cho em cơ hội bù đắp đi mà anh Tiết. Nè, tại sao con mạnh tay như vậy? Nói chuyện tử tế không được sao? Xảy ra chuyện gì vậy cậu Tiết? Cô ràm bà. Đi ra khỏi nhà tôi, mau lên. Hãy lập tức rời khỏi đây đi, và đừng bao giờ trở lại nữa. Không. Phim được dịch và lồng tiếng. Anh Tiết, em xin lỗi mà. Anh hãy tha thứ cho em đi. Những gì cô nói lúc này, tất cả đã quá muộn. Nếu còn để tôi nhìn thấy mặt cô gái này trong nhà của tôi thêm nữa, tôi sẽ đuổi hết mọi người. Vậy con muốn Mane ở đâu đây? Muốn cô ấy phải ngủ ngoài đường hay sao? Con và Mane chia tay từ bây giờ. Cô ấy sống chết ra sao cũng không liên quan gì tới con. Cô Mane, chúng ta phải tính làm sao đây cô Rama? Đúng vậy đó cô Rama. Nếu Quẹo và bác Ben không làm đúng theo mệnh lệnh của cậu Tiết, cứ để cô Mane ở lại, Quẹo sợ cậu Tiết sẽ đuổi chúng ta thiệt đó. Chuyện đó không cần phải lo. Tạm thời để tôi đi tìm chỗ cho Mane ở đỡ vài ngày. Thời gian này hai người cũng cố gắng đừng nhắc tên Mane trước mặt Tiết, không thôi nó lại nổi giận nữa. Dạ. Vậy còn lễ kết hôn thiện sao hả cô Rama? Ngày cưới cũng gần sắp tới nơi rồi. Đến giờ mà vẫn chưa về tới Ratanabada nữa. Rốt cuộc là công chúa đi đâu chứ? Công chúa! Công chúa Đa La có ở đây không? Công chúa! Đâu rồi ta? Ôi!
công chúa. A Mai, cứu tại với A Mai. Công chúa, công chúa, công chúa, công chúa bị làm sao vậy nè? Toàn thân công chúa không còn chút sức lực. Kẻ nào làm công chúa ra nông nỗi này vậy? Công chúa, xin người hãy cố chịu đựng thưa công chúa. Nước thánh là thứ duy nhất có thể giúp công chúa giảm sự đau đớn hiện giờ đó thưa công chúa. Làm ơn hãy nghe em giải thích trước đã. Cô đi giùm đi, tôi đã nói không muốn thấy mặt cô nữa mà. Anh Tiết, em xin lỗi. Anh muốn em làm gì để anh không còn giận em nữa, em cũng chấp nhận hết. Chỉ cần anh bỏ qua, anh tha thứ cho em là được. Cô sợ cô sẽ mất tôi sao? Phim được dịch nên cô giấu toàn bộ sự thật hả? Phim TV. Lúc đầu tôi chỉ giận cô thôi, nhưng bây giờ tôi vừa ghét vừa thấy kinh tởm con người cô. Tôi thật không ngờ cô lại là con người ích kỷ tới như vậy. Anh Nati tới rồi hả em yêu? Dạ. Anh đang nhớ em quá nè. Aida, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Chuyện quan trọng gì vậy hả anh? Thời gian vừa qua anh đối xử không tốt với em, khiến em phải đau lòng. Nhưng mà bây giờ anh đã hiểu mọi chuyện. Anh nhận ra ai mới là người anh nên yêu và ai mới là người anh nên sống chung suốt cả cuộc đời này. Aida,
em kết hôn với anh được không? Anh giờ đó muốn kết hôn với em thật hả? Em không hề nằm mơ phải không Mati? Anh nói thật sao? Ôi, em vui quá đi Ati. Giúp tôi sửa lại chỗ này theo tên này nha. Ủa, hình như anh viết nhầm tên thì phải. Cô dâu là cô Mane mà. Nhưng ở đây anh lại ghi là cô Aida nè. Tôi nói cô sửa lại thì cô chỉ cần biết sửa lại thôi, không cần phải hỏi nhiều đâu. Dạ, không cần phải hỏi nhiều, sẽ sửa liền ạ. Dạ. Bộ mày bị điên hay sao vậy hả Tích? Kết hôn đâu phải là chuyện để đùa giỡn. Khi vui thì mày đòi cưới người này, khi buồn thì mày cưới người khác. Mày có nghĩ tới cảm nhận của Mane và cảm nhận của Aida hay chưa? Hà Kim, chính vì nghĩ đến Aida nên tao mới đổi ý kết hôn với cô ấy. Mà Aida cũng đồng ý kết hôn, chứ tao đâu bắt ép đâu. Alo, mày có nghe tao nói không vậy? Ờ, tao đang nghe. Thời gian này công việc ở công ty tao rất là bận, tao không có thời gian rảnh đâu. Khi nào hết ca trực, mày đi thử đồ cưới với Aida giúp tao nha. Mày vừa nói cái gì vậy? Tích, nè Tích. Lát nữa tôi gọi lại được không? Hiện giờ tôi không không có thời gian. Cậu nói cái gì? Aida, tôi đang chuẩn bị kết hôn. Cậu là người bạn đầu tiên tôi nghĩ tới và gọi điện thoại báo tin vui của tôi đó. Tôi xin lỗi vì đã báo tin cho cậu sát ngày quá. Cậu đừng buồn tôi nha. Tại chuyện này tụi tôi cũng mới quyết. Ngay cả tôi cũng chưa chuẩn bị gì luôn đây nè. Nào là phải chăm sóc da để chuẩn bị làm cô dâu. Rồi còn phải đi chụp hình cưới nữa chứ. Nè, Aida, cậu ổn mà phải không? Tại sao tôi lại không ổn được chứ?
Tại mình thấy cậu cười gượng gạo sao sao đó. Cậu hạnh phúc khi chấp nhận cuộc hôn nhân này thật chứ? Cảm ơn chị nha. Gượng gạo hồi nào chứ? Người tôi muốn được kết hôn là Ati, người đàn ông duy nhất mà tôi yêu. Giấc mơ sắp trở thành hiện thực rồi, cho nên tôi phải vui vẻ hạnh phúc mới phải chứ. Nhưng mà đôi khi giấc mơ thành hiện thực lại không đẹp giống như là giấc mơ. Nếu cứ cố ép bản thân thì cuối cùng chỉ có một mình cậu đau khổ mà thôi. Cậu nói vậy là ý gì hả? Chứ không phải sao? Hai chúng ta quen biết nhau từ lâu rồi mà, lâu đến mức tôi hiểu cậu đang nghĩ gì luôn á. Aida, tôi nói như vậy là vì thật sự lo cho cậu. Tôi không muốn cậu phải khổ vì tình đâu. Cả hai chúng ta đều thừa biết rằng Tít không hề có tình cảm gì với cậu. Sada Du, đáng lý ra cậu phải mừng cho tôi, còn phải động viên tôi nữa chứ. Sao lại nói những câu làm tôi xuống tinh thần như vậy? Nếu tôi được kết hôn với Ati thì cậu và Mane sẽ có cơ hội hẹn hò với nhau. Bộ cậu không vui hả? Ừ, đương nhiên là tôi vui lắm. Nhưng nếu tôi chỉ có được thân xác của Mane thôi mà lại không có được trái tim của cô ấy, chắc tôi sẽ không cảm thấy hạnh phúc đâu. Chúa, xin người hãy cẩn thận sức khỏe. A Mai à, tại sao toàn thân của ta lại yếu đến vậy? Sức mạnh quyền năng của ta gần như là không còn. Luật định cõi xà giới cấm tuyệt xà thần làm hại con người. Càng là người đức cao vọng trọng thì sẽ càng bị phạt nặng. Tất cả cũng do tên sư trụ trì đó tìm tới ta. Nếu hắn không cản đường của ta thì có lẽ bây giờ ta đã vui mừng vì tiêu diệt được ả Ma Nê đó rồi. Tại sao mà ả Ma Nê đó lại khó tiêu diệt đến như vậy chứ? Thật sự là ta không hiểu nổi. Tại sao? Công chúa, xin người hãy bình tâm trở lại. Công chúa cần phải có thời gian để hồi phục lại sức mạnh quyền năng của người. Vì vậy công chúa cần phải nhẫn nhịn mới được. Nhẫn nhịn nha công chúa. Được, tạm thời ta sẽ nhẫn nhịn để đợi cho sức mạnh quyền năng của ta được hồi phục trở lại. Đến lúc đó ta nhất định không để cho ả Mê này thoát chết một lần nữa. Mane à,
Nàng cứ khóc đi. Hãy cứ khóc đi. Hãy khóc để giải tỏa hết mọi đau khổ đi. Giờ ta phải làm thế nào thì anh Tiết mới chịu tha thứ cho ta đi? Nàng cũng biết cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này là thế nào mà. Không, ta sẽ không quay về Ratanabadan. Ta sẽ không bỏ anh Tiết mà đi nữa đâu. Nàng không sợ sẽ nhận quả báo giống như ta sao? Sợ chứ. Nhưng ta tin rằng ta và anh Tiết sẽ vượt qua được những trở ngại. Chẳng qua là lúc này anh Tiết đang giận. Khi nào anh ấy cho ta cơ hội thì ta... Sao nàng có thể chắc chắn rằng Tiết sẽ cho nàng cơ hội quay lại? Bởi vì ta tin tình yêu của ta dành cho anh Tiết. Nếu là vậy, nàng đừng vội hối thúc nó vào lúc này nữa. Hãy để nó có thời gian nhìn nhận lại tình cảm của bản thân trước. Nếu nàng đã quyết định như vậy rồi thì hãy mạnh mẽ và nhẫn nhịn nhiều hơn. Hãy thiền định để tăng sức mạnh quyền năng cho bản thân. Vì ta cũng sẽ thiền định để tạo phúc đức cho người mà ta yêu thương. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Thiệt là đáng thương hết sức. Một thân một mình, không có ai họ hàng thân thích, giờ có đi đâu cũng đáng lo. Không có việc gì làm hả Rati? Dạ có, nhiều lắm. Vậy thì làm đi. Trời ơi, coi anh Tiết kìa. Bộ anh không lo cho cô Mane hay sao? Dạ đây, bên cửa hàng in ấn báo phải xác nhận bản thiết kế gấp giúp họ, vì họ sợ không đủ thời gian để in thiệp và làm quà lưu niệm. Tại sao vẫn chưa đổi tên cô dâu nữa? Thôi anh Tiết à, đổi tên cô dâu đây không phải là chuyện nhỏ mà là một chuyện rất lớn đó anh. Sao anh không thử làm rõ mọi chuyện với cô Mane trước rồi hẳn đổi? Rati, bây giờ cô muốn làm theo yêu cầu của tôi hay cô muốn nghỉ việc hả? Ừ thì làm việc theo yêu cầu của anh. Đổi tên thôi mà. Được thôi, tôi làm liền. Đổi ngay và luôn nè. Trời ơi. Đi. Dạ. Cô định ngồi hoài ở đây để chờ cậu Tiết về đó hả? Cậu Tiết dễ giận nhưng khó tha thứ. Cho nên nếu cô cứ tiếp tục cách đó cũng không có kết quả. Tôi nghĩ cô nên chờ cậu Tiết nguôi giận rồi hãy đến sẽ hay hơn. Không được đâu.
con sẽ chờ ở đây. Bác và Quẹo đừng xua đuổi con nữa là được. Con sẽ chờ, cho đến khi anh Tít mềm lòng. Thôi được. Anh Tít. Bác Ben à. Dạ. Không cần chuẩn bị đồ ăn tối cho con đâu. Dạ. Con mệt nên muốn nghỉ ngơi thôi. Dạ. Tôi mang nước ấm lên phòng để cậu ngâm chân nha. Vậy cũng được, cảm ơn cô nha. Dạ. Anh Tiết, anh nghe em giải thích đi. Tôi đã nói làm vậy cũng không có ích gì. Tạm thời cô nên về nhà đi. Dạ không sao đâu, con sẽ ngồi chờ ở đây. Bác và Quẹo cứ làm việc của mình đi. Dạ được. Nếu như anh Tít yêu con thật lòng thì chắc chắn một ngày nào đó anh ấy sẽ tha thứ. Dạ. Tôi xin phép. Bây giờ ả Mà Nề đó đang cố gắng làm lành với tên nam nhân tên Tiết kia. Nhưng tên nam nhân đó không động lòng dù chỉ một chút. Ả ta có vẻ như đang rất đau khổ. Cuối cùng nó cũng biết cảm giác đau khổ trong tình yêu, giống như ta với Dương Huynh Moon Chalin vậy. Ta muốn nó phải đau đớn và khổ sở, khóc lóc quằn quại vì một tình yêu không như ý nguyện. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mane, sao cô lại ngồi đây một mình vậy? Sao không vô trong nhà? Rati, tôi gọi cô tới là để cùng trao đổi về lễ cưới của tôi mà. Nếu như cô không muốn làm thì để tôi tìm thư ký khác. Làm, tôi làm mà. Tôi xin phép vào trong nhà trước nha. Cô Mà Nê, trời ơi, tôi đã nói với cô rồi mà không chịu nghe, để bị xỉu như vậy nè. Tình trạng của cổ như vậy, mình biết phải làm sao đây? Cô Trà Ti, nhờ cô đưa cổ về nhà trước đi,
Để tôi vào nói chuyện với cậu Tít coi sao. Dạ được, dạ được. Phụ tôi đỡ cô ấy ra ngoài xe dạ, đi. Được. Dạ được, nhanh lên. Tôi biết từ rồi, từ từ thôi, từ từ. Đậu quay cẩn thận đó. Cẩn thận, cẩn thận. Từ từ thôi nha, từ từ thôi. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn cô. Dạ đây. Cho tôi thử bộ khác đi. Dạ được. Tôi muốn thử một bộ khác. Dạ được. Anh nhìn coi, bộ này có hợp với tôi không hả? Bình thường cô rất là tự tin, không thèm để ý tới ai. Sao hôm nay phải hỏi ý kiến tôi vậy? Tại tôi không tưởng tượng được kiểu gì màu sắc của bộ soiree nào có thể hợp với bộ vest của Ati. Hay là anh thử mặc đồ của Ati để tôi dễ tưởng tượng hơn đi. Đi mà. Tôi đâu phải chú rể của cô. Nhưng Ati thì lại không có thời gian. Với lại ngoại hình của anh và Ati cũng gần giống nhau. Thử giùm đi cũng được mà. Anh giúp giùm tôi đi. Bộ cô thấy tôi và Tít ngoại hình giống nhau hả? Thôi đừng nói nữa. Giúp giùm tôi đi mà nha. Phòng thử bên kia kìa. Giúp giùm tôi đi. Cầm lấy. Thử giùm tôi đi mà. Nha 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 nha. Được rồi. Dạ mời anh. Phim được dịch và lồng tiếng. Hai chúng ta quen biết nhau lâu rồi mà. Lâu tới mức tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Tôi nói như vậy là vì thật sự lo cho cậu đó. Tôi không muốn cậu phải khổ vì tình đâu. Cả hai chúng ta đều thừa biết là Tít không hề có tình cảm gì với cậu hết. Cô dâu chú rể, trai xinh gái đẹp nhìn xứng đôi quá đi. Cái bộ này không phù hợp với tôi chút nào hết. Đường may cũng không chuẩn nữa. Kiểu dáng thì quá cũ. Tôi mà mặc bộ này chắc chắn khách dự tiệc sẽ cười tôi cho coi. Nè, cô lấy hàng tồn ra cho tôi thử đó hả? Làm gì có chuyện đó. Vậy cô Aida muốn chọn kiểu áo nào? Để tôi đi lấy cho cô thử mấy kiểu khác nha. Kiểu nào cũng được hết, miễn là không phải kiểu này. Chọn từ nãy tới giờ có được bộ nào đâu. Mất thời gian muốn chết. Xin lỗi cô. Mình bị làm sao vậy? Sắp kết hôn với Ati rồi, sao mình không thấy vui chứ? Nè Tít, bây giờ mày chịu trả lời tao chưa? Tại sao mày lại chia tay với Manny? Mày có thể kết hôn với người từng là nguyên nhân gây ra cái chết của ba mẹ mày không hả? Ý của mày là sao? Nghe đi, con rắn trắng có sừng năm đó
chính là Mani. Mày không thể kết hôn với người là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ mày. Vậy thì mày có thể kết hôn với người mày chưa từng yêu hả? Aida không phải là công cụ, mà mày đem cô ấy ra để trả thù Mani. Vậy mày có từng suy nghĩ là nếu như cô ấy biết được sự thật là mình chỉ bị lợi dụng thì cô ấy sẽ đau lòng tới mức nào không? Cô Aida rất là yêu mày. Đừng làm cho một người con gái trong sáng bị tổn thương và phải rơi lệ vì cách cư xử của mày. Thì quyền năng của ta mới được hồi phục lại đây. Xin công chúa hãy nhẫn nhịn, công chúa sẽ làm được mà. Sẽ không lâu nữa, quyền năng của công chúa sẽ hồi phục trở lại. Xin người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Ta đã chú tâm vào thiền định, ngâm nước thánh cũng đã bao lâu nay rồi, người kêu ta còn phải chờ đợi bao lâu nữa? Dạ, dạ công chúa bình tĩnh lại. Buông ra đi, bực quá. Đi khuất mắt ta đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Công chúa của con xin người đừng nổi nóng nữa mà. Dù gì đi nữa, thì con đây xin nguyện làm đủ mọi thứ, miễn sao có thể giúp được công chúa hồi phục quyền năng. Con xin công chúa đừng đuổi con đi mà. Buông ra. Công chúa. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hôm nay anh hẹn tôi, chắc có việc gì đó mà anh muốn nói riêng hả?
Tôi lo lắng cho cô lắm. Cảm ơn anh nhiều nha. Mà không biết là cô đã giải tỏa hết những khúc mắc với Tít chưa vậy? Tôi đã cố gắng hàn gắn rất nhiều lần, nhưng mà anh Tít vẫn không chịu nguôi giận. Tôi nghĩ chắc không bao giờ anh ấy tha thứ cho tôi đâu. Vậy chắc là mâu thuẫn giữa cô và cậu ấy nghiêm trọng lắm phải không? Tôi... Chuyện là trước đây tôi đã từng làm chuyện không phải với gia đình anh ấy. Nhưng mà lúc đó tôi không hề cố ý. Tôi cảm thấy rất hối hận và luôn mang cảm giác đau lòng. Tôi cố gắng giải thích để cho anh Tít hiểu, nhưng mà anh ấy... Anh nghe em giải thích đi mà anh Tít. Cô Mai đã yên tâm. Mỗi khi cô cảm thấy khó chịu ở trong lòng, cứ việc xả hết ra cho tôi nghe. Tôi sẽ sẵn sàng ở bên cạnh để lắng nghe và chia sẻ với cô. Chờ đến khi quyền năng của ta phục hồi trở lại, ta sẽ khiến người phải chịu đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần những gì mà ta đang phải chịu đựng. Người nhớ đó mà nè. Quyền năng của công chúa đã bắt đầu hồi phục rồi. Cô Aida, cô muốn lễ cưới của cô diễn ra như thế nào thì cứ việc nói với tôi nha. Tôi sẽ trao đổi với bên ban tổ chức để họ đưa ra những gợi ý, rồi từ đó chúng ta sẽ chọn ra cái cô thích. Cô Aida. Cô Aida. Cô Aida. Mấy chuyện này tự cô quyết định cũng được mà. Hỏi cô Ati muốn gì làm gì rồi tiến hành thôi. Trời ơi, hỏi anh Tít thì kêu hỏi cô Aida, gặp cô Aida thì nói hỏi lại anh Tít. Trời đất ơi, như vậy thì biết làm sao? Không lẽ bây giờ tôi tự cưới luôn? Không biết chừng nào mới xong nữa. Trời. Xin lỗi anh, tôi... Manny à. Cô Manny à, cô có biết là tôi chưa từng thật lòng với cô gái nào trước đây, nhưng mà đối với cô, dù cho tôi vẫn chưa biết xuất thân của cô như thế nào,
Nhưng mà tôi là yêu cô thật lòng và rất muốn nhìn thấy cô được hạnh phúc. Thì ra cô trốn ở đây à? Là anh hả? Sao anh biết tôi ở đây hay vậy? Để tìm ra cô đâu có gì là khó đâu. Tôi lúc nào cũng dõi theo. Với lại tôi luôn quan tâm tới cô mà. Đây nè, GPS là để tìm kiếm người khác qua định vị của điện thoại đó. Nếu anh mà không nói, tôi còn tưởng anh dùng phép thuật gì để tìm ra tôi nữa chứ. Tôi cảm thấy rất là vui vì hôm nay đã khiến cho cô cười. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà anh đã dành cho tôi. Điều này rất có ý nghĩa đối với tôi. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi mong là cô hãy luôn nhớ rằng tôi luôn có ý tốt với cô. Sẽ luôn ở bên cạnh để động viên cô mỗi ngày. Cảm ơn anh. Tôi thấy hay là giờ chúng ta nên đứng lên đi dạo đi. Vào đi. Phim được dịch và đây là chương trình lễ cưới của anh và cô Aida. Anh xem qua rồi chốt giùm. Được. Cảm ơn cô. Cảm ơn anh nhiều lắm, Sadayu. Cảm ơn vì anh đã dành thời gian cho tôi. Anh làm nhiều điều cho tôi quá. Tôi không biết đền đáp anh làm sao đây. Tôi rất là sẵn lòng làm mọi thứ cho cô luôn. Miễn sao cô thấy thoải mái là được. Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại hả? Ông... Ba định làm gì vậy? Ba sẽ giúp con có được tình yêu mà con mong muốn. Đây chính là xà thật. Chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi lộc từ cô ấy. Con thật không ngờ ba là một người ích kỷ tới như vậy. Con sẽ không để cho ba đụng đến cô Mane đâu. Nếu cô ngoan ngoãn chịu trối thì sẽ không bị đau đớn. Mày tránh ra. Ba tránh ra. Tao là ba mày đó. Có một người cha như vậy, con thà không có còn hơn. Sadayu, đủ rồi, bỏ ra đi. Sadayu, dừng lại. Ah!
Mane, cô Mane, Mane, đừng, Mane, anh Sadayu, dừng lại đi ba. Mane, đừng ba, dừng lại, ba, dừng lại đi, cô Mane. Cô Mane, anh Sadayu, đừng mà, dừng lại, dừng lại đi, ba, cô Mane, cô Mane à, dừng lại đi. Thì ra cô thật sự chính là một xà thần. Tôi chưa từng làm hại các ông, tại sao các ông lại làm như vậy với tôi chứ? Hãy chấp nhận làm nô lệ cho tôi, không thì phải chịu đau đớn. Tôi không thể làm nô lệ cho những người ích kỷ như các ông được. Nếu đã vậy thì hãy thử coi. Anh Tiến, cứu em với anh Tiến. Anh Tiến, cứu em với. Hiện tại tôi đã xác nhận xong ở bên khách sạn về số lượng khách mời của lễ cưới rồi đó ạ. Giờ mình chỉ còn chụp hình cưới nữa thôi. Anh muốn hẹn cô Aida chụp hình cưới vào ngày nào ạ? Anh Tiến, cứu em với. Anh Tiến. Mane. Ủa, dạ đâu phải, là chụp hình cưới với cô Aida đó, chứ không phải chụp hình cưới với cô Mane. Cô nói tiếp đi. Dạ, anh thấy mình sắp xếp được ngày nào rảnh có thể chụp hình được thì tôi sẽ chốt lịch hẹn với bên chụp hình giùm anh. Mà này đang xảy ra chuyện. Anh Tiết ơi, bây giờ chốt làm sao đây? Lần trước anh đòi kết hôn với cô Mane, sau đó lại đòi kết hôn với cô Aida, rồi lần này trao đổi kết hôn với cô Aida thì anh cứ luôn miệng nhắc tới cô Mane. Bây giờ tôi hỏi thiệt anh này nha, cả anh và cô Aida có thật sự muốn kết hôn hay không vậy hả? Hỏi cô Aida thì cô Aida nói anh quyết định, bây giờ hỏi anh thì anh cứ nhắc tới cô Mane hoài luôn. Thiệt tình là tôi không hiểu gì luôn á. Tóm lại là anh muốn cái gì? Em bị làm sao vậy Mane? Hả? Anh Tiết, anh bị sao vậy? Em đang ở đâu vậy Mane? Hả? Tôi vẫn chưa nói hết chuyện nữa mà. Trời ơi là trời, rốt cuộc là chuyện gì? Tóm lại là có muốn kết hôn hay không? Anh Tiến, đừng mà, dừng lại, dừng lại đi. Cứu em với. Cô Mane, cô Mane à, cố chịu một chút Mane, anh đến cứu em đây. Anh Sadayu, cậu không thể làm gì được tôi đâu Sadayu. Ông là kẻ xấu xa, ức hiếp phụ nữ không có khả năng chống cự. Tôi còn xấu xa hơn cậu nghĩ nữa đó. Cậu hãy chờ đó mà coi. Anh Sadayu, đồ khốn. Ba, ba,
Ngươi không thể nào trốn thoát được đâu. Ngoan ngoãn làm nô lệ cho ta đi. Ta thà chết còn hơn cúi đầu làm nô lệ cho ngươi. Để coi cứng miệng được bao lâu. Xem đây. Cô Mani, cô Mani. Cô Mani, Mani, ba, dừng lại. Dừng lại đi. Mà đi, em đừng xảy ra chuyện gì mà. Này của ta, ta đến để cứu nàng đây. Mà đây của ta, sẽ không có bất cứ kẻ phạm trần nào có thể làm hại nàng được. Ê, thú vị đấy, có thêm một xà thần xuất hiện nữa. Tốt, phim ta sẽ bắt hết bọn mày tại phim TV. Về làm nô lệ cho ta. Salem, dùng thần chú Alambai bắt hết bọn chúng đi. Dương huynh phải cẩn thận đó. Loại người xấu xa như các ngươi, đừng mong sẽ có thể thắng được quốc vương Mujalin của Ratana Badanta đây. Thì ra ngươi chính là quốc vương của bọn xa thân à? Tốt, nếu ta bắt được thì ta sẽ giao trọn kiếp mà bắt hắn. Mani, Dương huynh, đừng làm gì anh ấy. Anh ấy là bạn của ta. Khoan đã, anh là ai vậy? Anh định đưa cô Mani đi đâu? Mani, Mani, quốc vương Mujalin. Nè, anh Tít, anh quen biết với người đàn ông này hả? Người đã bỏ bê người con gái tuyệt vời nhất các cõi. Nam nhân như người tuyệt đối không xứng với Mani của ta.
Đi thôi. Manny. 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 Hai cha con anh đã dụ Manny tới đây đúng không hả? Tôi thật sự không biết chuyện này. Anh tự nói không biết là xong chuyện sao? Từ giờ tôi cấm anh bước tới gần Manny. Nếu vẫn không nghe thì đừng trách tôi. Anh có quyền gì mà cấm tôi? Anh lấy tư cách gì cấm tôi gặp cô Manny? Trong khi anh là kẻ quỷ hôn, chuyển qua kết hôn với Aida, phụ bạc và dứt bỏ Manny vì bỏ một món hàng. Anh Tiết, anh có biết là những việc làm của anh đã làm cho Manny đau khổ tới mức nào hay không? Anh không hề biết. Anh cũng không hề quan tâm. Anh không xứng đáng với Manny một chút nào hết. An toàn rồi đó Manny à. Ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau khổ này thôi. Ta nhất định sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm gì tổn hại đến nàng nữa, Manny của ta.